bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món, đó là món cá kèo kho khô tiêu. Thốt cá kèo kho tiêu của mình nè, vừa xong, nước còn sôi nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn. Nguyên liệu để làm món cá kèo kho tiêu thì gồm có cá kèo. Cá kèo này khoảng 200g nè. Cái này là mình đã sơ chế sạch rồi đó nha. Ngoài chợ là người ta mần sẵn là cắt cái đầu, cắt cái vây về đã rửa sạch nhớt rồi đó. Mình rửa bằng nước đá cho nó sạch nhớt. Tiêu khoảng chừng 10g. Và kèm theo đó là gia vị. Cá kèo quá khứa làm đôi. Cho vào nồi. Này mình kho tiêu, mình kho bằng nồi đất nha. Cá kèo quá sau khi mà khứa ra rồi, bây giờ mình sẽ đem đi ướp, ướp trước khi kho. Cho vào một muỗng cà phê bột ngọt. Ướp trước chị đó, ướp khoảng chừng nửa tiếng cho cá kèo nó cứng mình mới đem đi kho. Một muỗng canh đường. Cái này gia vị ướp thì các bạn ướp theo khẩu vị của gia đình mình nha. Mình ở miền Tây cái khẩu vị mặn mặn ngọt ngọt, nên cái đồ kho mình để đường nhiều hay là mình để muối nhiều gì đó là do khẩu vị của mỗi miền thôi. Thường khi đồ kho mà mình kho khô á, bạn ướp đường cho cứng con cá, rồi ướp khoảng chừng nửa tiếng gì đó, kho lửa riu nó mới ngon. Rồi cho vào nước màu. Nước màu thì mình sử dụng nước màu đường á, ướp thôi nhiều quá nó sẽ làm đen con cá. Nước mắm khoảng chừng 3 muỗng canh nước mắm. Nước mắm cũng nhiều, đường cũng nhiều, làm cho cái khẩu vị kho ra nó ngọt ngọt mặn mặn, rất là ngon. Kho khô khẩu vị ở miền Tây. Rồi trộn lên cho nó đều. Rồi giờ mình để cho ốp khoảng chừng nửa tiếng nha. Để mình bây giờ thấm đây nè, mình bắt lên bếp thì mình bật lên kho. Để lửa riu riu thôi nha. Kho này mà mình để lửa riu riu cho từ từ đó, nó sôi, nó cạn rồi nó chín con cá, cứng con cá. Cá nó sôi lên rồi nè. Mình nhẹ nhàng mình trở. Trở cho nó chín đều con cá. Bây giờ cá mình nó sôi lên không? Sôi đều lên rồi đó. Có bọt thì mình vớt sạch bọt nha. Bọt đó là những cái chất dơ á. Lúc này á cá nó chín rồi đó. Cá kèo chín rồi, bây giờ mình nêm nếm để cho vừa ăn. Phần nêm nếm thì các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Khi mà đã vừa ăn rồi thì cứ tiếp tục đó, mình kho liu riu vậy đó. Cho cái nào cá kèo của mình đó, nó kẹo lại, nó sạch lại. Kho mà thấy có bọt là mình cứ vớt bọt nha. Bọt là chất dơ, các bạn cứ vớt bỏ. Rồi kho cho nó cạn lại. Cái nào cá kèo bây giờ nó sệt sệt rồi nha. Tiêu á mình đâm nhuyễn mình cho vào. Cho tiêu xong á không, thơm. Rồi lúc này á nước cũng đã sền sệt như vậy á. Như vậy là được rồi. Ví dụ như nước vậy nè, mình chừa nước vậy khi để mình á muốn chan cơm hay mình chấm rau vậy ăn cũng được. À, vậy là mình đã xong cái món cá kèo kho tiêu nha. Lúc này đã tắt lửa luôn. Không, nhìn cái nồi cá kèo kho tiêu rất là ngon luôn. Là mình đã chia sẻ xong món cá kèo kho khô tiêu nha các bạn. Món này vào những ngày trời lạnh hay là trời mưa ăn nó là rất là ngon luôn á. Cái này mình có thể ăn với cơm nè. Cơm mà thêm vào một món canh hay là rau luộc cũng rất là ngon á. Không thôi ăn với cháo rắn. Đây, khứa cá kèo. Nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn á. Rồi đơn giản như vậy là mình đã chia sẻ xong món cá kèo kho khô tiêu nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.